World Summer 2015 là trại hè dành cho học sinh từ lứa tuổi từ 6 đến 11. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, trại hè mong muốn đem đến cho các bạn học sinh môi trường để khám phá bản thân và tự tin hơn. Năm nay, Super Summer được chia thành 7 trại nhỏ, trong đó có 3 trại dành cho các bạn học sinh lớp 1 và 4 trại sáng tạo. Ngay từ ngày đầu tiên, mỗi trại đã tự đặt cho mình những cái tên rất đặc biệt. Với các chiến sĩ nhí lớp 1, Super Summer đã khiến con trở nên tự lập hơn. Mỗi sáng đến trường, con được cô và các bạn chờ đón. Con cũng ghi nhớ lời cô dạy, luôn đi bên phải và nói chuyện ở mức âm lượng phù hợp. Giờ ăn lúc nào cũng vui vẻ và nhiều đồ ăn ngon. Ăn xong, con cất bát gọn gàng, súc miệng và rửa tay. Con còn gấp túi ngủ rất thành thạo nữa. Giờ con đã có thể tự chăm lo cho bản thân mình từ những việc nhỏ nhất rồi. Ở Super Summer, con có một hoạt động rất vui. Đúng 11 giờ, cứ nghe thấy tiếng nhạc Uptown Funk là dù ở đâu, các con cũng nhanh chóng di chuyển tới sảnh tầng 2 để tập nhảy cùng tất cả mọi người. Tại các trại sáng tạo, các con được khám phá bản thân, được làm chủ bản thân và giải quyết các vấn đề. Các con đã tưởng tượng và sáng tạo rất nhiều sản phẩm, từ các biển hiệu trong lớp học đến các mô hình và các sản phẩm sáng tạo. Ngoài ra, Super Summer còn giúp con phát triển toàn diện qua các hoạt động bóng đá, bơi lội và cả âm nhạc nữa. 4 tuần cũng là khoảng thời gian cho tình bạn thêm thân thiết. Các con còn được cùng nhau đi thăm bảo tàng dân tộc học, đi viện nghiên cứu và quy hoạch rừng để hiểu thêm về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Đặc biệt, chuyến đi Era Hall là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Các con được tập làm đầu bếp, tập làm chú bộ đội, được chơi nhà cát. Các con còn được tìm hiểu về vũ trụ, quan sát các hành tinh qua kính thiên văn và tự làm kính 3D. Điều đáng nhớ nhất với các con chính là đêm lửa trại, được ăn, được ngủ cùng bạn bè ở trường. Cả thầy cô và các con đã cùng ca hát và nhảy múa quanh đống lửa, cùng nhau giải mã và sung sướng khi tìm thấy kho báu của đội mình. Mong rằng chia tay Super Summer, các con sẽ nhớ về tình bạn, về thầy cô và về những điều các con đã học được. Nếu lúc nào đó con nghi ngờ về năng lực của mình, con hãy xem lại hình ảnh tại mùa hè tuyệt diệu 2015. Chắc chắn không ai có thể lay chuyển được niềm tin của con vào chính bản thân mình.